Thì là một người làm mẹ thì chị mẹ có lời muốn nói với con là trước hết mẹ xin lỗi con. Dù khi mẹ chỉ nghĩ là cứ lo cho con, là con muốn gì mẹ lo cho con cái đấy, xong con không thành công là mẹ thấy không đạt như cái ý nguyện của mẹ, thì mẹ hay la mắng con mà không có sự chia sẻ là tại sao con không thành công, hay là không có cái sự tâm sự với con như thế. Thì con làm việc gì mẹ cũng thấy là không yên tâm. Để, cho nên cái đợt vừa rồi con chia sẻ con muốn mở riêng như vậy thì mẹ cũng cảm thấy trong lòng là con cũng chẳng làm được đâu. Nên bây giờ mẹ xin lỗi con, là nếu như mà con quay về thì mẹ sẽ lắng nghe con hơn. Và mẹ hứa là sẽ đồng hành cùng con trên bước đường còn lại. Chỉ mong con quay về với mẹ. Dạ em xin phép chào chị. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Chị tên là Trà, tên đầy đủ là Nguyễn Thị Trà. Chị Trà là quê quán ở đâu đây? Chị ở Nghệ An nhưng mà bây giờ chị sinh sống ở Lâm Đồng. Dạ. Hôm nay chị vượt một chặng đường rất xa ha, từ Lâm Đồng về Bình Dương. Nhờ anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải giúp chị gì đây? Chị cũng được biết là đội hiệp sĩ ở Thanh Hải rất là tận tình giúp đỡ miễn phí mọi người. Thì khi mà con chị bị thất lạc 5 ngày nay rồi ấy, mất tích chị không liên lạc được, thì chị cũng có tìm hiểu và được biết đội hiệp sĩ của bà Thanh Hải. Dạ. Anh Thanh Hải và e chị đến đây nhờ các anh rồi các em giúp đỡ tìm lại con cho chị. Con chị họ tên đầy đủ là gì? Dạ con chị là họ tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Tuấn. Năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Cháu sinh mùng 8 tháng 1 năm 1998, là cũng khoảng 26 27 tuổi. Chị có thể chia sẻ cái sự việc con trai nhà mình mất tích hay là đi lạc như thế nào đó cho tất cả cô chú anh chị được biết? Dạ. Thì con trai của em là đi làm, thì làm công ty này thì mới được 2 tháng thôi, là công ty là nhôm kính, và bạn ấy là chuyên là đi sale hoặc là đi giao hàng. Thì chiều ngày 26 tháng 7 vừa rồi ấy, là đi giao hàng xong thì 4:30 là rời khỏi công ty đi giao hàng, và trên đường đi là mất tích cho đến giờ luôn. Thì gia đình gọi điện nhắn tin rồi mọi thông tin liên lạc với bạn bè cũng không được, không ai biết là con của chị đi đâu cả. Con trai của chị là làm công việc đó là ở đâu, ở tỉnh nào? Cháu thì thuê nhà ở quận 4, đường Đoàn Văn Bơ quận 4, nhưng mà cháu đi làm ở quận Bình Thạnh. Con trai nhà mình đã có gia đình chưa chị? Dạ chưa, cháu đang độc thân. Đang độc thân à? Tính tình của con trai nhà mình thì như thế nào đây? Dạ cháu thì trầm tính, ít nói, nhưng mà rất là hiền lành và cũng dễ tin người. Và trong cuộc sống thì nói chung lại là thương người và tin người, chứ không có đánh, ít khi mà gây gổ với một ai. Trước kia mà khi mà chưa làm công việc nhôm kính thì con trai nhà mình làm việc ở đâu và làm công việc gì Trước khi chưa chị? làm nhôm kính ấy, Dạ. thì nghe cháu bảo là cháu làm bên cái công ty đổi điểm nào đấy cũng đâu được 2 tháng ấy, là cứ chạy xe ngoài đường cháu không thích thì cháu mới chuyển qua đây. Và có một tháng thì thường có một số đi đánh DJ á, đi chơi nhạc DJ, Dạ. là cứ người ta mời thì cháu mới đi thôi, Vậy là con trai nhà mình biết chơi môn biết đánh. chơi môn đánh. À, thường thường đánh là ở các tụ điểm là ở quán bar hay là ở phòng trà hay là quán cà phê chị? Dạ cháu thì hay đánh ở quán bar, Quán bar ha. vũ trường quán bar gì đó. Tất cả các mối quan hệ bạn bè của con nhà mình thì à, chị có nắm bắt được không? Cũng không nắm bắt được mấy, tại mẹ ở Lâm Đồng thì con ở Sài Gòn, cho nên là cũng chỉ biết ít thôi. Nhưng mà em gái của cháu thì cũng biết, mà cũng biết ít, tại vì cháu trầm tính và ít chia sẻ. Lên Sài Gòn là con trai nhà mình ở một mình hay ở với ai chị? Lên Sài Gòn thì ở cùng với lại em gái Em và 2 người em họ nữa, à, một người em ruột ha. một người em ruột Là ở cùng một cái nhà hay là phòng trọ đây? ở cùng một cái nhà, Cái nhà. cái nhà. Trước giờ con trai nhà mình đã từng có cái chuyện mà mất liên lạc, mất tích kỳ lạ như vậy lần nào chưa?
À, dạ là chưa bao giờ, lần đầu tiên đấy ạ, Lần đầu lần đầu tiên, chị đang lo sợ nhất điều gì đây? mọi thứ nó cũng rất là mông lung, nhưng mà cũng lo sợ là cái điều lo sợ nhất là bán sang Campuchia, tại vì theo nhiều cái thông tin á, chỉ được xem thôi, thì chỉ được xem trên TikTok hay xem những cái cuộc giải cứu, thì chị nghĩ là cái điều sợ hãi nhất là bán sang đấy, bởi cháu thư sinh lắm, không có thể đi làm được như vậy để bên đấy, còn có dính dáng vào pháp luật thì chị cũng nghĩ cái điều đó là điều thứ hai, và điều rủi ro nhất thì chị cũng nghĩ là giờ không biết nghĩ như thế nào, bởi khi đi thì không có mang cái gì. Con trai nhà mình là trước là học hết lớp mấy đây chị? Dạ cháu học hết 12. Hết 12 Dạ. là bắt đầu đi làm. Dạ không, học hết 12 xong có đi học cao đẳng ngoại ngữ ở Sài Gòn được 2 năm. Thì đi du học Nhật 2 năm. Wow. Nhưng mà khi đi du học Nhật thì đúng cái thời điểm Covid, bùng phát Covid. Thì tại bên đó cháu vừa học vừa làm thì bùng phát Covid thì cháu không có việc làm. Và khi không có việc làm thì không có tiền nữa thì gia đình giải cứu cháu về. Thứ nhất không có tiền, thứ hai nữa là dịch Covid mạnh quá, chỉ nghĩ đến cứu con thôi, chứ không nghĩ gì đến là tiền bạc hay công việc của con nữa. Thế thì gia đình giải cứu cháu về. Cái thời điểm đó thì tất cả mọi người, đúng không ạ? Không riêng gì gia đình nhà mình, rất lo sợ và chỉ cần muốn là mọi người bình an, an toàn là mừng rồi. Cái thời điểm đó em nói thật luôn là cho dù là tiền bạc cỡ nào thì cũng chẳng quan tâm đâu. Bởi vì mọi người đang trong một cái tình trạng rất là hoang mang và lo sợ. Bởi vì nhìn thấy rất nhiều người, không riêng gì là ở Việt Nam mình, mà hầu như là rất nhiều nước trên thế giới, đúng không ạ? Bây giờ là chị đang sợ nhất là Campuchia. Dạ đúng rồi. Vậy là chị có xem những video truyền thông đăng tải về vụ việc, việc nhẹ lương cao cũng như là lừa bán quốc ca mày, đúng không? Chị thấy sợ không? Rất là sợ, Sáng ngày khá hôm là nay, sợ. sáng ngày hôm nay thực tế chị về đây chị thấy bao nhiêu người tới cầu cứu về vấn đề con quốc ca. Chị thấy đông không? Chị thấy rất là đông và chị thấy nó thật là buồn luôn. Chị thấy không phải riêng gì mình, và nhiều khi những việc làm đó là của các cháu chứ không phải điều bố mẹ muốn. Và chị thấy một cái sự nhân ái ở cái phòng làm việc của bác Thanh Hải luôn. Khi chị tìm, chị chỉ có theo dõi Facebook ấy, rồi chị tìm đến đây thì mọi người ai cũng vui vẻ, làm việc miễn phí mà rất là vui vẻ, nhiệt tình luôn. Chị thấy rất là ấm lòng. Thì ở nhà chị khóc nhiều lắm, nhưng mà lên đến đây chị thấy ấm áp, được cái sự chia sẻ quan tâm, thì chị thực sự rất là tin tưởng. Khi ở nhà chị mông lung lắm, chị không biết việc làm sao, cầu cứu ai mấy ngày vừa rồi. Thì Vậy là mấy chị ngày trời rồi á, là gia đình nhà mình có đi tìm con ở đâu không chị? dạ có, cũng tìm hiểu hết bạn bè trên Facebook của Tuấn, rồi Zalo thì không vào được, nhưng mà các mối quan hệ mà biết sơ sơ chứ không biết nhiều thì cũng có đến. Nên những cái tụ điểm mà em hay chơi nhạc cũng đến, thì mọi người đều không biết và không liên lạc được. Nếu mà con trai nhà mình mà chơi DJ á, là thường thường là phải năng động lắm, nhưng mà lại trầm tính hả chị? Thường thường chơi DJ là phải hoạt bát năng động lắm, và giao tiếp là nhiệt tình lắm. Bởi vì mình làm cái công việc DJ, thứ nhất đó là mình chưa nói về cái hình thức để mình kiếm kinh tế, nhưng nói về chơi DJ là phải những người đam mê thì mới chơi được. Mà chơi cái môn đấy thì cái môn giải trí, đúng không ạ? Dạ Nhưng đúng mà như chị chia sẻ thì con trai nhà mình trầm tính và ít nói, ít chia sẻ, sống khép kín. Trước giờ là con trai có bao giờ tâm sự với mẹ rằng là buồn phiền chuyện gì không? cháu cũng có tâm lý chút, tại vì thì cũng đúng thôi, tại vì chị thấy là làm việc gì nó cũng không 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 thành thành công ấy, nên cháu có một cái sự bất mãn. Đấy, cũng lại là rồi chị cũng có lỗi, có nghĩa là khi mà chị an ủi một vài lần, rồi chia sẻ một vài lần, đồng ý một vài lần, và sau này thì chị thấy thôi không làm được thì cứ bỏ đi, hoặc là chị cũng lại thêm cố lên. Ví dụ như cái đợt vừa rồi đấy là làm cái công ty kia thì nghỉ 2 tháng, làm công ty này 2 tháng ấy, thì chị nói là giờ không được nghỉ nữa,
đang làm công ty này vẫn bị chán, là vì không thích đi xe ngoài đường. Dạ. Cái tính bạn ấy là như thế. Thì chị cứ bắt là thôi, cứ phải cố gắng làm cho nó tới một lần, chứ không thể cứ làm đâu bỏ, thì có vẻ anh ta không có đồng tình lắm mà muốn ra làm riêng một cái gì đấy. Thì trước khi đi cách đây ba, cách cái ngày hôm đi là ba hôm. Dạ. Thì mẹ con đi ăn ấy, cũng còn nói là mẹ tháng 10 này con tính mở riêng làm cái sự kiện riêng á, có nghĩa là con sẽ làm chủ, mẹ cho con mượn tiền. Thì chị mới nói là thôi bây giờ mẹ bận, nếu muốn nói thì 9 giờ mẹ, 9 giờ đêm á mẹ về rồi con nói. Thì 9 giờ chị đi tập về, chị đi tập về thì bạn ấy ngủ rồi. Và cách 2 hôm sau là bạn ấy đi cho đến giờ. Dạ. Chị là được mấy người con? Chị được 2 cháu. Vậy là em này là con cha em trưởng. Em này là con đầu. Cha trưởng. Cha trưởng ấy ạ. Nhưng mà hôm nay là chị về đây có mình hả? Một ông xã chị đâu? Dạ, vợ chồng chị là ly hôn được từ 20, có quyết định ly hôn thì 2022. Yeah. Nhưng mà vợ chồng ly thân thì từ 2018. Yeah. Không ở với nhau. Con cái có, khi mà hai vợ chồng chị như vậy, con cái có buồn phiền chuyện đấy không? À dạ không, à, tại vì bố mẹ không hợp nhau, cãi cọ nhau biết thì yeah. Các bạn này cũng lớn rồi, cũng đủ hiểu, có sự thông cảm trong đấy, không buồn. Vậy là chị thì ở Lâm Đồng ha? Dạ. Còn con trai thì làm Sài Gòn, nhưng mà con trai có hay về Lâm Đồng để thăm mẹ không? Cũng thì Tết năm nào cũng về. Tết mới về. Tết mới về. Thường là Tết mới về. Mình ở Lâm Đồng là mình có nhà cửa gì không chị? Có em ạ. Có. Chị có nhà, bố có nhà. Dạ. Theo như chị, có phải trong cái thời gian này con trai mình đang có một cái kế hoạch, cũng như là một cái sự tính toán đầu tư để thay đổi quyết định, thay đổi công việc, mà khi mà ngỏ lời với chị thì chị kiểu là chị phất lơ đi, chị trả lời cho có thôi. Có dẫn tới cái tình trạng mà con buồn phiền hoặc là con suy nghĩ, và đặc biệt là con đi ra bên ngoài, con có thể là bị tác động cũng như là những cái cám dỗ bên ngoài, mà lần này con bỏ đi bí ẩn, chị có nghĩ điều đó? Thực sự bây giờ thì chị cứ mông lung cái gì nó có thể xảy ra. Dạ. Chứ không phải một cái đó cũng có trong suy nghĩ của chị. Dạ. Và bây giờ nói để mà nghĩ một cái gì mà rõ ràng nhất thì chị thực sự không biết cái nào rõ ràng nhất. Tại chị nói thật là bây giờ con bỏ đi, mình mới thấy là cái sự quan tâm của mình nó cũng ít với con, gần gũi chia sẻ ít với con. Thế nên là chị mong là nếu mà lần này mà con về thì chị sẽ thay đổi để... Dạ. Mẹ con được kết nối hơn, gần gũi hơn và cố gắng lắng nghe con. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm nhất của một người mẹ dành cho một người con. Hy vọng rằng video này chị chia sẻ con trai của chị xem và nghe được, hoặc cô chú anh chị truyền tải xem biết được để giúp con trai sớm quay trở về. Em xin phép mời chị. Thì là một người làm mẹ thì chị mẹ có lời muốn nói với con là trước hết mẹ xin lỗi con. Dù khi mẹ chỉ nghĩ là cứ lo cho con, là con muốn gì mẹ lo cho con cái đấy, xong con không thành công là mẹ thấy không đạt như cái ý nguyện của mẹ, thì mẹ hay la mắng con mà không có sự chia sẻ là tại sao con không thành công, hay là không có cái sự tâm sự với con như thế. Thì con làm việc gì mẹ cũng thấy là không yên tâm. Cho nên cái đợt vừa rồi con chia sẻ con muốn mở riêng như vậy thì mẹ cũng cảm thấy trong lòng là con cũng chẳng làm được đâu. Nên bây giờ mẹ xin lỗi con, là nếu như mà con quay về thì mẹ sẽ lắng nghe con hơn. Và mẹ hứa là sẽ đồng hành cùng con trên bước đường con lại. Chỉ mong con quay về với mẹ. Cậy ở nhà thì em rồi bố, rồi nhất là em gái rất là lo lắng, đêm nào cũng khóc và không ngủ được. Em bé đi tìm anh khóc luôn, chỗ nào em cũng đi tìm.
Vậy là chị có hỏi con gái của chị cũng như là hai người em họ đúng không ạ? Dạ có. Cái thời gian gần đây là con trai mình có dấu hiệu gì bất thường không? Dạ không, em gái thì vẫn nói là bình thường, không có gì Tất cả mọi thứ bình thường. Khổ ha, tới giờ phút này chưa biết con trai đi đâu làm gì như thế nào. Con trai đi hôm đấy là mang theo những thứ gì đi chị? dạ, khi đi cháu chỉ mang mỗi cái xe cháu hay đi làm với một cái điện thoại, chứ còn ngoài ra giấy tờ xe rồi căn cước công dân rồi thẻ ATM tất cả mọi thứ đều để ở nhà hết. Xe là xe gì chị, hiệu gì, biển số bao Xe nhiêu? cái xe xe quay đó, quay Alpha sao á, biển số là 49G1 432 43293, hai biển số Lâm Đồng á. Xe đó là của em luôn hay là của Dạ chị? là của em luôn, nhưng mà giấy tờ em để ở nhà thì đi chỉ mỗi bộ đồ. Thật ra thì như thế này, con trai của chị là một người thanh niên phấn đấu đấy chị ạ. Có thể là những cái công việc trong thời gian vừa qua là em rất cố gắng nhưng mà chưa thành công thôi. Em vẫn không có chùn bước, em vẫn phấn đấu để quyết định thay đổi, em rất cần cù và siêng năng. Tất nhiên làm việc, tất cả mọi việc thì cũng phải có sự thất bại và thành công. Nhưng thất bại mình biết phấn đấu để mình tiếp tục thì đó là cái điều tốt chị ạ. Nên em mong rằng là chị hãy tiếp tục ủng hộ con trai mình. Và có thể thời gian vừa qua những cái lời nói của chị, đôi khi chị chỉ suy nghĩ, chị nói tức thì không có ý gì nhưng có thể là lại làm một cái điều gì đó cho con trai của chị suy nghĩ. Thôi thì con trai về thì mình cố gắng mình động viên ha, cũng như là mình đồng hành với con. Dạ đúng. Thật sự đây là một câu chuyện rất nghẹn lòng ha. Tới giờ phút này một người mẹ mà phải lặn lội từ Lâm Đồng để về Bình Dương đi tìm con thì đây thật sự một câu chuyện rất nghẹn. Chị là năm nay á, em xin phép là cho em hỏi xíu á. Chị năm nay là hằng bốn mấy rồi? À, chị sinh năm 75. 75 à, cô trẻ vậy hả? Công việc cụ thể của chị là làm gì đây? À, chị thì ngày xưa chị là Wow. giáo viên tiểu học, Dạ. về sau này chị không đi dạy nữa thì chị có kinh doanh này, làm thêm bên bất động sản, rồi bây giờ không làm được thì chị đi học huấn luyện viên yoga để về Chị thứ cũng nhất là giỏi sức ha. khỏe cho mình, thứ hai nữa là giúp đỡ cho mọi người, đúng Vậy là chị cũng không? Cũng giỏi là tuyệt nhân vời. văn trong cái cuộc sống. Mà chị xuống đây chị thấy chỗ anh Thanh Hải cũng là một cái nhân văn, nên chị rất là ấm lòng và chị thấy thực sự rất là tin tưởng, và chị muốn gửi gắm lên nhờ anh và đội ngũ hiệp sĩ giúp đỡ tìm được con chị về. Chị rất biết ơn Dạ. và chân thành biết ơn. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thật sự đây là một câu chuyện rất nghẹn lòng cô chú anh chị ạ. Rất mong tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải sẽ tìm kiếm được cái thông tin chính thức này của em trai này ở đâu để giúp em trai sớm quay trở về đoàn tụ với lại gia đình. Thì nếu cô chú anh chị có thấy em trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Thanh Hải Bình Dương theo số điện thoại 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Thanh Hải giúp cũng như là khuyên em trai này sớm quay trở về. Bởi vì tới giờ phút này một người mẹ đang lo lắng nhất là sợ rằng con mình sẽ bị sập bẫy việc nhẹ lương cao. Có thể là trong cái thời gian vừa qua con trai của chị là làm công việc thay đổi cũng hơi nhiều, và đặc biệt rằng là thành công thì ít mà thất bại thì nhiều. Lần này con trai quyết định quyết tâm là ra làm chủ và làm riêng để xây dựng một cái đường lối mới cũng như là một cái hướng đi mới cho bản thân. Nhưng mà tiếc rằng thì kế hoạch chưa được làm thì tới giờ phút này con trai của chị bỗng dưng là mất tích kỳ lạ mà cũng không liên lạc được. Thì rất mong tất cả cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa để giúp một ngày gần nhất mẹ con được đoàn tụ bên nhau. Chị còn điều nào chị muốn chia sẻ không chị? Dạ, cũng qua đây thì chị cũng rất mong cộng đồng ai biết đi thấy cháu ở đâu thì giúp đỡ gia đình, và cũng rất cảm ơn đội hiệp sĩ anh Thanh Hải. Thì trước hết có lời cảm ơn sâu sắc, và sau đó thì khi tìm được cháu thì gia đình xin cảm tạ và biết ơn nhiều, và mong cái tình cảm này lan tỏa được nhiều đến với mọi người, những người làm mẹ hay làm bố.
khi có con mất tích như thế thì thực sự là ai đã trải qua mới cảm giác được. Không thể nào mà yên lòng được, bởi vì không có một cái thông tin gì cả. Thì con đang làm gì, đang ở đâu, như thế nào. Thì thôi, nếu mà con biết được thì con hãy về. Như lời mẹ đã nói, mẹ sẽ cố gắng thay đổi và chúng ta cùng thay đổi để hiểu nhau hơn, nên cuộc sống nó sẽ khác hơn so với trước. Dạ, xin cảm ơn các anh và cảm ơn cộng đồng. Cái sự việc của chị thì anh em đội hiệp sĩ ở Thanh Hải, Bình Dương đã ghi nhận và sẽ cố gắng hết sức giúp đỡ chị hết mình và giúp đỡ hoàn toàn miễn phí chị nhé. Thì hôm nay chị lặn lội đường xá xa xôi về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm con. Đúng không ạ? Chị có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con trai mình về không? Dạ, tôi đồng ý. Cuối video em chúc chị cũng như gia đình nhiều sức khỏe và cái điều đặc biệt là con trai chị sớm quay trở về một ngày gần nhất nhé. Em xin phép chào chị, em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã quan tâm cũng như là lắng nghe theo dõi hết video này. Em rất mong muốn rằng tất cả các cô chú anh chị trong cũng như ngoài nước xem và chia sẻ lan tỏa để hy vọng một ngày gần nhất mẹ con sớm có cuộc đoàn tụ. Em xin phép xin chào và hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.